Hôm nay có thể Nguyên có hát hay hay dở Nguyên không quan tâm lắm. Tại vì anh luôn luôn, Đàm Hương luôn luôn mà là mãi người anh của em. Em luôn ủng hộ anh tất cả mọi thứ trong cuộc sống, cũng như là em nói... Dạ đúng. Ok, mình chơi đi. Mình chơi, không thể và có thể. Đây là ca khúc để đời của Đàm Vĩnh Hưng. Tiếng sáng, tiếng hát truyền hình anh. Anh, tiếng hát truyền hình của Đàm Vĩnh Hưng. Quý vị hãy cho vòng tròn vào tay. Thật đồng nhiên, không thời thể và có thể. Đã qua đi. Yeah. Không thể trở lại. Dòng sông đã xa đi. Làm sao về chốn cũ. Nếu nước khơi xa không thể thiếu những suối nguồn áng mây trên đầu không thể ngừng trôi. Còn đâu miền dương gian khi ua tan mặt trời bình minh có lên ngôi khi không còn đêm tối. Đã có sông sâu không thể thiếu những suối nguồn vắng em trên đời đâu còn tình yêu. Người đã ra đi có thể trở lại với tương ngày nở có thể liền rơi. Nước mắt sẽ hôi rơi, đôi môi lại là chim đỏ. Hồi hồi ngày gặp nhau, xua tan đi bao nỗi mong nhớ. Vòng tay yêu thương có thể rộng mở. Áng mây buồn sâu có thể dần trôi. Yêu này thật rộn ràng êm ái, có thêm một ngày mai chúng ta sẽ. Mình còn lên ngôi khi không còn đêm tối. Đã có sông sâu không thể thiếu những suối nguồn vắng em trên đời đâu còn tình yêu. Người đã ra đi có thể trở lại. Hồi hồi ngày gặp nhau, xua tan đi bao nỗi mong nhớ. Vòng tay yêu thương có thể rộng mở. Áng mây buồn sâu có thể dần tan. Và điều này thật rộn ràng êm ái. Có thêm một ngày mai chúng ta sẽ thành đô. Cảm ơn Đàm rất nhiều. Cảm ơn Khánh, tổng đốc của MB Bank ngày hôm nay đã xuất hiện. Và cảm ơn Hưng, ngày hôm nay đó là Valentine. Không, cái bông hồng này em sẽ tặng cho anh Khánh từ MB Bank. Dạ, không hoàn toàn anh Khánh MB Bank hôm nay là phóng hồng, chúng ta không có thể nào mà có chỗ.
cho em xin cái, em gắn em cái, em gắn cho anh Khanh cái. Cảm ơn Hưng. Cảm ơn. Yes. Thank you anh Hưng rất nhiều. Chúc quý vị một buổi đêm Valentine cùng gia đình rất là hạnh phúc. Xin chào, cảm ơn. Cảm ơn Huy rất nhiều.